Hello mọi người, hello hello, happy Friday. Dạ. Đến hẹn lại lên và Hà Thanh Xuân xin chào tất cả quý vị nha. Lúc nào Xuân cũng sẽ vào sớm một tí xíu. Rồi, Hà Thanh Xuân bắt đầu, thấy quý vị có thể bắt đầu vào rồi. Hello. Happy Friday cả nhà. Dạ. Hello, hello Lê Minh Hiếu, Quách Lâm. Hi Bibu, hello. Hi anh Huy Chương Nguyễn và xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương. Happy Friday và Happy Saturday ở Việt Nam nha. Dạ. Thục Võ. Dạ, hello mọi người. Dạ quý vị ơi, quý vị vào và chúng ta sẽ đúng 10 giờ vì Hà Thanh Xuân sẽ bắt đầu vào giờ livestream của mình nha. Quý vị có khỏe không? Từ ngày mà Hà Thanh Xuân có cái lịch livestream như thế này thì cảm thấy một tuần trôi qua rất là nhanh và mong đến ngày cuối tuần để mà gặp tất cả quý vị như thế này. Rất là vui. Dạ. Hello Huyền Phùng. Dạ. Hai Tuấn Lê. Cảm ơn anh. Dạ Quang Nguyễn. Hello hai em. Quý vị ơi, quý vị chia sẻ và những buổi livestream lần trước quý vị chia sẻ rất nhiều và quý vị đã theo dõi Hà Thanh Xuân cũng như là đã ủng hộ cho Hà Thanh Xuân rất là nhiều. Cảm thấy rất là lên tinh thần và cố gắng sẽ livestream nhiều hơn cũng như là Hà Thanh Xuân chọn một buổi trong tuần, tức là ngày cuối tuần trong cái thời điểm này để mà livestream cũng như hát cho tất cả quý vị nghe nha, và cũng như chia sẻ những gì Hà Thanh Xuân vui nè, rồi có những cái gì hay hay Hà Thanh Xuân cũng sẽ chia sẻ với tất cả quý vị để cùng với lại tất cả quý vị trong những lần livestream như thế này nha. Hello cô Thiên Hương. Dạ cô khỏe không? À, Hà Thanh Xuân thấy quý vị bắt đầu vào rồi. Hello Tuấn Nguyễn. Dạ. Không biết sao nhưng mà từ nhỏ tới lớn là mỗi lần mà Hà Thanh Xuân có một cái việc gì hay là làm bất cứ gì thì Hà Thanh Xuân thường là tối trước khi đi ngủ, mà trước khi mà có nghĩa là chuẩn bị cái ngày livestream thì Hà Thanh Xuân hay set alarm, nhưng mà thường là không cần alarm hú nữa mà mình tự động dậy luôn. Thì có thể là trong cái tâm của mình giống như là có một cái gì đó phải làm vào ngày hôm sau, nên là Hà Thanh Xuân giống như mình phòng hờ thôi, nhưng mà lúc nào cũng dậy trước khi mà làm hết thưa quý vị. Ra Hà Thanh Xuân thấy quý vị bắt đầu vào rồi, và quý vị ơi, quý vị nhớ chia sẻ nhiều nhiều nha, đến hẹn lại gặp nha quý vị. Và hôm nay rất là vui, nhanh ghê, cuối tuần để nghe chị hát nói chuyện cùng mọi người nè. Dạ cảm ơn tất cả quý vị, quý vị thả tim nha. À, hello anh Minh Trần, hi Hà Thanh Xuân, hôm nay đẹp quá. Cảm ơn chị Thúy Diễm, đẹp quá em, cảm ơn quý vị. Lung Linh hả? À. Dạ buổi sáng mới ngủ dậy nên là mặt còn rất là fresh không ạ? Cảm ơn quý vị nhiều lắm với những lời khen nè, và quý vị vào và quý vị nhớ nha, quý vị chia sẻ thật nhiều cho Hà Thanh Xuân với những buổi livestream như thế này, là quý vị đã ủng hộ tinh thần cho Xuân rất là nhiều. Qua cơn mê đi em ơi. Dạ chút xíu nữa em sẽ hát Qua cơn mê tặng cho anh nha. Dạ mấy giờ rồi quý vị? À thường thường thì theo như thông lệ thì Xuân sẽ vào sớm tí xíu. À, cái giờ livestream của Xuân là 10 giờ. Hi Cindy, how are you? À, 10 giờ nha quý vị, và mình còn 10 phút nữa thôi thì mình sẽ bắt đầu buổi livestream như thường lệ, và Hà Thanh Xuân sẽ hát cho quý vị nghe, tâm tình với tất cả quý vị cũng như là chia sẻ những gì mà Hà Thanh Xuân cảm thấy hay hay đến với tất cả quý vị nha. Và không biết là hôm nay chị Thảo Lê có xem buổi livestream này không, bởi vì livestream lần trước thì Hà Thanh Xuân có một cái câu đố nhỏ nhỏ thì chị Thảo Lê với nickname là Thảo Lê thì chị đã trả lời, là người đầu tiên trả lời đúng mà Hà Thanh Xuân inbox cho chị rồi, nhắn tin rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy chị nhắn tin lại cho Hà Thanh Xuân để Hà Thanh Xuân có được cái information của chị để mà gửi tặng cho chị cuốn CD của Hà Thanh Xuân. Thì nếu mà chị Thảo Lê có xem trong buổi livestream ngày hôm nay thì chị nhớ nhắn cho em nha,
để em có thể gửi tặng cho chị ạ. Cảm ơn quý vị. Áo chị đẹp lắm, cảm ơn Cindy. Dạ, cái áo này thì Hạnh Xuân mua cũng khá lâu rồi, không nhớ mua ở đâu nữa, nhưng mà thấy nó cũng dễ thương quá quý vị, thành ra là thích cái nơ này nè. Hồi sáng dậy thành ra chọn cái áo này để mà ngồi để ngồi livestream cùng với tất cả quý vị. Cô bé u sầu nha. Dạ đâu có đâu, hôm nay em vui mà. Dạ vậy thôi chị tặng em đi nè. Thánh ca đi cân. Dạ chút xíu Hạnh Xuân sẽ hát cho quý vị nghe nha quý vị. Quý vị có những yêu cầu quý vị cứ về cứ nhắn vào trong cái comment thì Xuân sẽ đọc và cũng như là sẽ hát cho quý vị nghe lát nữa nha. Quý vị chia sẻ thật nhiều nha quý vị, tại vì và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị là đã cũng như là follow Hạnh Xuân và theo dõi cũng như là những buổi livestream như thế này nè. Rồi quý vị vào và ủng hộ cho kênh YouTube mới của Hạnh Xuân. Và Xuân cũng xin chia sẻ thêm là bởi vì trước đây thì Hạnh Xuân giống như là có rất là nhiều bạn cũng như là khán giả hâm mộ đã tạo những cái kênh YouTube như cũng với tên là Hà Thanh Xuân, nhưng mà cái đó không phải là kênh chính thống và quý vị cũng đã nhầm lẫn khi mà quý vị đăng ký. Thì quý vị, Hạnh Xuân xin được chia sẻ lại là quý vị vào và thấy kênh của Hạnh Xuân là Hà Thanh Xuân Official nha quý vị. Và cái tên là Hà Thanh Xuân Palace, tức là Hạnh Xuân có một cái banner và có đội một cái mớn rất là hoành tráng luôn. Và trong cuốn Dynasty đó quý vị. Dạ, thì quý vị nào mà quý vị muốn đăng ký hay là quý vị muốn chia sẻ, quý vị có thể chia sẻ với Hà Thanh Xuân Official. Và cái đó là cái hình ảnh chính thức của kênh YouTube của Hà Thanh Xuân nha quý vị. Bài Thăm Thẳm Chiều Trôi ha anh. À, tức là bài Tạ Từ Trong Đêm đó. Dạ, ca khúc này thì Hạnh Xuân ha, hát song ca với lại anh Đăng Nguyên cũng khá lâu rồi. Mới đây mà Xuân nghĩ chắc cũng phải 6 năm hơn rồi đó quý vị. Và bài hát đó thì Hạnh Xuân cảm thấy là mình hơi chấp bị tí xíu không ạ? Lúc đó thì Hạnh Xuân cũng hơi tròn tròn tí ạ. À. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã yêu mến cũng như là đã ủng hộ cho Hạnh Xuân. Tình bơ vơ đi chị, quá trời ca khúc luôn. Dạ, chúc em luôn tươi trẻ, khỏe đẹp và được sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn chị Oanh rất là nhiều. Cảm ơn chị Anh và em cũng chúc cho chị cũng như vậy nha. Trần Quyết fan ruột đây. Dạ quý vị ơi, mấy giờ rồi? Còn tí xíu nữa nha quý vị. Cứ đúng 10 giờ là mình lại gặp nhau trong buổi livestream cùng với Hà Hạnh Xuân cuối tuần nha quý vị. Thật sự luôn á, là hôm qua là Hạnh Xuân ngủ mà kiểu giống như là cái ruột của mình nó cứ nôn nao cái gì quý vị, mà cũng không biết là như thế nào mà diễn tả được. Thì Hạnh Xuân nghĩ là có lẽ là một tuần từ ngày mà Hạnh Xuân bắt đầu có kênh YouTube mới nè, rồi bắt đầu chọn một ngày trong tuần trong cái thời điểm này Hạnh Xuân không đi show diễn được, không gặp được tất cả quý vị. Thì Xuân cảm thấy là rất là vui khi mà quý vị đã ủng hộ cho những buổi livestream. Mặc dù là ngồi ở nhà như thế này nhưng mà thấy quý vị vào và thả tim nè, rồi quý vị chia sẻ nè, và quý vị ủng hộ cho Hạnh Xuân. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ quý vị ơi, nhớ chia sẻ nhiều nhiều cho tất cả mọi người cùng theo dõi cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube mới của Hạnh Xuân nha quý vị. Xuân ngủ đủ giấc không? Dạ em ngủ thì nói chung là ngủ thì thường thường á, Hạnh Xuân ngủ một buổi tối thì khoảng tầm 7 tiếng đến 8 tiếng là Xuân nghĩ là đủ rồi phải không ạ? Chắc là dư rồi á. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng là mình nên đi ngủ sớm một tí xíu nha quý vị. Dạ, tại vì nếu mà mình ngủ trễ quá thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và cái làn da của mình. Hi Christine, how are you em? Và Thanh Xuân thấy quý vị bắt đầu thả tim nè. Quý vị ơi, quý vị vào thả tim và quý vị chia sẻ thật nhiều cho Xuân nha quý vị. Dạ, và cũng xin nói thêm một tí xíu là trong những... Có nghĩa là kênh của Xuân là coi như được 3 tuần. Thì... cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, quý vị vào đăng ký cũng như là chia sẻ những music video và quý vị có những đóng góp ý kiến thì Hạnh Xuân xin được cảm ơn. Có những lời đóng góp Hạnh Xuân cảm thấy rất là quý giá, tại vì đôi khi thì mình không thể nào mình perfect được hết, nhưng mà Xuân sẽ cố gắng để mà
làm cho mỗi ngày, tức là những cái sản phẩm của mình và những MV sắp tới nè, rồi những ca khúc sắp tới sẽ Hello Em Cương sẽ tốt hơn, cũng như là phục vụ cho đời sống tinh thần của quý vị nha. Dạ quý vị ơi, yêu mến giọng hát của Xuân từ cuộc thi tiếng hát truyền hình. Cảm ơn Jay Nguyễn. Dạ thì tiếng hát truyền hình thì nó cũng như là một cái bước đệm trong cái cuộc đời ca hát của Xuân, thì cũng mười mấy năm rồi. Cảm ơn chị đã yêu mến cũng như là đã ủng hộ em khá là lâu như vậy. Và bây giờ mấy giờ rồi ta? À còn 5 phút nữa nha quý vị. Hôm nay quý vị Happy Friday nè. Rồi ở bên Việt Nam á là hôm nay mình ngày thứ bảy đúng không ạ? Này hát Bolero nha chị. Hello em Khánh Ngọc. Dạ hát một bài đi em. Dạ sẽ hát cho tất cả quý vị. Tại vì một buổi livestream như thế này thì Hà Anh Xuân sẽ thường là theo thông lệ là Xuân sẽ vào sớm một tí xíu, để lỡ mà quý vị có bận cái gì thì quý vị cũng có thể vào và không có bị miss những cái bài hát. Và bây giờ thì còn chút xíu thời gian nữa thôi thì Hà Anh Xuân sẽ bắt đầu buổi livestream của mình vào đúng 10 giờ nha quý vị. Hello anh Kim Sơn. Dạ quý vị ơi, quý vị nhớ là chia sẻ cũng như thả tim thật nhiều cho Hạ Thanh Xuân nha quý vị. Mặc dù em không thấy quý vị nhưng mà em có thể thấy được những tình cảm yêu thương của quý vị qua những quả tim bay lên quá trời nhiều luôn. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Bài Tiễn Một Người Đi thì đây là một ca khúc cũng rất là hay và quý vị cũng đã yêu mến Hạ Thanh Xuân qua hát bài này lâu lắm rồi, thì chút xíu Xuân sẽ hát tặng cho tất cả quý vị nha. Hát cha 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 đi cho vui. Dạ mình sẽ có đủ thể loại hết, có nhạc bolero, có cha cha cha. Hôm nay được xem hai chương trình luôn. Dạ đúng rồi, thì tối nay thì Xuân cũng có góp mặt trong một chương trình giúp cho các lực lượng ở tuyến đầu chống Covid, và coi như là mình đóng góp một tí xíu công sức của mình vào chương trình để mà gây quỹ cũng như là giúp cho miền Trung. Thưa quý vị, chút xíu Xuân sẽ nói thêm về chương trình đó nha quý vị. Và bây giờ là coi như là còn chút xíu thời gian nữa, quý vị chia sẻ thật nhiều, quý vị vào nha quý vị, và chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân của mình. Hạnh Xuân thấy bắt đầu quý vị vào thả tim quá trời luôn. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thank you. Thích nhất chuyện hợp tan. Cảm ơn em Mưa Đêm Ngoại Ô. Anh mê bài này, Xuân hát lắm. Dạ cảm ơn anh Dibu. Dạ cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và dạ cảm ơn chị. Cái đàm này thì Hạnh Xuân hồi nãy cũng chia sẻ là mua cũng khá lâu rồi. Và chắc là lâu quá lôi ra mặt nữa thì nó cũng sẽ thành đồ mới phải không ạ? Dạ. Tại vì người thả tim hả em? Dạ đúng rồi đó. Anh Minh Trần cứ thả tim đi. Tại vì Hạnh Xuân cảm nhận được là quý vị đang theo dõi cũng như là đang chia sẻ, thấy tim mà bay lên nhiều á, là giống như là những tràng vỗ tay của quý vị dành cho Hạnh Xuân khi mà Hạnh Xuân đi show vậy. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm. Hello dì Túy khỏe không? Dạ. Cảm ơn anh Trần Quyết. Dạ cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm rồi. Hạnh Xuân thấy quý vị đã bắt đầu vào rất rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ coi như là bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Và một lần nữa Hà Thanh Xuân xin được cảm ơn những tình cảm yêu mến cũng như là quý vị đã ủng hộ cho ngôi nhà mới của Hà Thanh Xuân, đó là kênh YouTube Hà Thanh Xuân Official. Trong 3 tuần vừa qua thì cảm thấy cũng rất là giống như là cảm giác nó bồi hồi lắm quý vị. Tại vì quý vị biết là khi mình làm một cái gì đó mình cũng luôn ấp ủ. Và khi mình ngay cả bản thân Hà Anh Xuân hay là quý vị, khi mình làm một cái gì đó hay là mình có một cái ước mơ gì thì mình luôn ấp ủ và mình từng bước không ạ. Thì Hà Thanh Xuân nghĩ là với kênh YouTube chính thức của Hà Thanh Xuân, Hà Thanh Xuân Official, trong 3 tuần vừa qua thì Xuân cũng cảm nhận được là quý vị đã dành những tình yêu thương cũng như là những cái sự yêu mến của quý vị cho Hà Thanh Xuân rất là nhiều. Và tất nhiên mình xây nhà thì mình cần phải
có thời gian và phải từ từ. Thì Hạnh Xuân cũng hy vọng là quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Xuân và cùng Xuân xây dựng một cái cung điện từ những ngày bắt đầu như thế này, để đến khi mà nó thật sự hoàn thành thì nó sẽ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và quý vị nhớ vào đăng ký, nếu quý vị nào chưa đăng ký, quý vị có thể vào đăng ký để cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất của Hà Thanh Xuân nha quý vị. Và bây giờ thì Hà Thanh Xuân thấy quý vị bắt đầu vào rất là nhiều rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình. Thì ngày hôm nay thì Hà Thanh Xuân cũng rất là vui, tại vì cứ mỗi thứ sáu về và Hà Thanh Xuân cảm thấy là nôn nao vô cùng để mà hát cho quý vị nghe. Cuối tuần thì được đi show, nhưng mà trong cái thời điểm này thì mình phải ở nhà, thì mình sẽ hát cho quý vị nghe bằng những buổi livestream như thế này. Và quý vị vào chia sẻ cũng như là đã ủng hộ cho tinh thần của Hạnh Xuân nói riêng, cũng như là những buổi livestream của tất cả các anh chị em nghệ sĩ nha quý vị. Ok, và bây giờ thì Hạnh Xuân hôm nay thì đặc biệt là quý vị biết là Hạnh Xuân có không biết nói sao, nhưng mà mình có duyên và rất là có duyên hát về các ca khúc về các loài hoa. Thì hôm nay chủ đề của mình là Xuân sẽ nói về những bài hát về các loài hoa, và Xuân sẽ hát cho quý vị nghe. Tại vì chủ đề vừa rồi thì về tuổi học trò, Hạnh Xuân tâm sự rất là nhiều và cảm thấy rất là vui. Tại vì quý vị vào, quý vị cũng chia sẻ, cũng như là sau buổi livestream, quý vị cũng có nhắn cho Hạnh Xuân những cái tâm tình rồi nhớ về tuổi học trò, làm cho Xuân cảm thấy rất là xúc động. Thì ngày hôm nay thì có lẽ là do cái tên của mình gắn liền với một mùa trong năm, đó là mùa xuân. Và cũng rất có duyên khi mà Hạnh Xuân đứng trên sân khấu và được hát những ca khúc về các loài hoa, cũng như quý vị đã ủng hộ rất là nhiều trong cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Thì ngày hôm nay Xuân sẽ chia sẻ lại một bài hát mà Hạnh Xuân rất là thích, và lâu lắm rồi thì chắc quý vị cũng không nghe ca khúc này. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe trong buổi livestream ngày hôm nay. Như hôm qua thì có anh Vũ Đình nói là rất là mong Hạnh Xuân hát bài hát này, thì hôm nay Hạnh Xuân xin được gửi cho tất cả quý vị ca khúc Đúng 10 giờ. Thì quý vị biết bài gì không ạ? Đó là ca khúc Hoa 10 giờ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc được mang tựa đề Hoa 10 giờ. Xin cảm ơn quý vị, được trích từ cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Dạ, quý vị ơi, quý vị cứ vào thả tim thật nhiều nha quý vị. Hello anh Khải Lê, anh có khỏe không? Lâu quá không gặp nha. Dạ, quý vị vào và quý vị chia sẻ nha quý vị. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hoa 10 giờ. Quý vị thả tim và chia sẻ thật nhiều nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Bao trong mong ngày chủ nhật,
đã đến rồi, trời sang không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới để mình em đêm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tím xưa anh nói anh yêu em. Xin mẹ giang phố mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh. Chứng kiến bao lời thề tình yêu vươn lên môi anh thấy nói đã yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay. Nhưng sau nay quá 10 giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoan anh đi. Em bơ vơ quay trở về quang phố trời bỗng nghe tiếng xe nó sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím em nghe qua chuông cây em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút ban cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm, quý vị chia sẻ, quý vị vào chia sẻ và thả tim thật nhiều nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Đây công viên chốn hẹn hò chứng kiến bằng lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau nay quá 10 giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không tới cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn. Bỗng nghe tiếng xe nó sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím em nghe qua chuông cây em phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Lâu lắm rồi chắc là quý vị không nghe lại ca khúc này phải không ạ? Đây là một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Sơn và Hạnh Xuân
cũng chia sẻ là ca khúc này ngay từ những ngày đầu chập chững Hạnh Xuân hát thì đi hát đó quý vị, thì cũng hát rất là nhiều thể loại, nhưng mà cái bài hát này nó cũng gắn liền với Hạnh Xuân, tại vì Hạnh Xuân cũng chọn ca khúc này khi mà mình đi trình diễn trong những ngày đầu chập chững bước chân vào nghề. Thì khi mà hát lại ngày hôm nay thì cảm thấy là hình như là mình có già hơn tí xíu quý vị. Tại vì ngày xưa hát thì giống như mình hát theo một cái cảm giác, cảm tính thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mình thể hiện một cái ca khúc thì Xuân có cảm nhận được là mình già hơn. Và mình cảm thấy là khi hát mà cái ruột của mình, trái tim của mình nó giống như là nó theo bài hát và nó quặn đau thôi quý vị. Tại vì cái bài hát này cái lời rất là hay và rất là, phải nói là rất là hay luôn đó quý vị. Xuân thích cái câu là em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu thưa quý vị. Thì Xuân không biết tại sao nhưng mà Xuân cảm thấy là Xuân rất là thích ca khúc này. Và Xuân cũng đã chọn lại bài hát này hòa âm phối khí lại để mà ra mắt quý vị trong cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Thì hy vọng là quý vị yêu mến ca khúc Hoa 10 giờ. Và cũng hôm nay tình cờ thôi, thì khi mà Hạnh Xuân bắt đầu buổi livestream thì tự nhiên chợt trong đầu nghĩ ra là ca khúc này, tại vì cái giờ mà Hạnh Xuân livestream với quý vị là cũng đúng 10 giờ phải không ạ? 9:10, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Dạ, hình như là như vậy anh. Tức là cuộc sống cũng như là cái tuổi của mình, mỗi năm thì mình lớn thêm một tuổi. Nhưng mà Xuân nghĩ cái đó cũng là một cái điều tốt, tại vì mình trải nghiệm hơn về cuộc sống, cũng như là nó cũng có một cái sự thăng trầm trong cái cuộc đời của mình. Thì Hạnh Xuân nghĩ là khi mình hát thì giống như mình nói, mình kể một câu chuyện, và câu chuyện đó kể bằng cái linh hồn và cái trái tim của mình, thì quý vị nghe, quý vị cảm nhận được bằng mỗi cái cảm xúc khác nhau. Thì cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ. Chưa bao giờ thấy chị Xuân come out gì ta, người Xuân đọc không rõ lắm, nhiều nhỏ tức là Hà Thanh Xuân cũng ít có, giống như là khi mà những cái ngày Hạnh Xuân làm việc xong thì Xuân thường chọn là Hạnh Xuân về nhà. Tại vì Xuân cảm giác là giống như ngôi nhà là cái nơi mà Hạnh Xuân có thể nghỉ ngơi, và Hạnh Xuân có thể suy nghĩ được rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là Xuân cũng chia sẻ với quý vị là khi mà Hạnh Xuân bị bế tắc một cái điều gì đó, cái điều đầu tiên là Xuân cầu nguyện, và cái tiếp theo là Xuân tập yoga. Rồi yoga là coi như mỗi ngày quý vị, nhưng mà khi mà mình cảm thấy mình bị căng thẳng quá thì mình cầu nguyện và mình tập thể dục nè. Rồi tự nhiên lúc đó có một cái gì đó nó cho mình một cái năng lượng, và từ đó thì mình cảm thấy mình giống như được giải thoát và mình tìm ra được một cái hướng đi. Đôi khi mình đứng ở ngã ba đường và chúng ta không biết đi đường nào hết. Thì có một người anh thì cũng rất là thân, đó là nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Thì anh cũng hay tâm sự với Hà Thanh Xuân. Thì đôi khi có những cái gì khó khăn thì Xuân cũng có chia sẻ với anh. Thì anh nói có những cái khó quá thì mình cứ nhờ ơn trên đi. Thì Hạnh Xuân cũng xin chia sẻ, nếu mà quý vị nào cảm thấy phù hợp với mình thì quý vị có thể thử, và quý vị có thể coi như là mình làm thử coi nó có đúng không. Tại vì đôi khi mình suy nghĩ nhiều quá thì nó cũng sẽ làm cho mình rất là căng thẳng và mình không giải quyết được gì hết. Nên là Xuân chọn cũng thấy hay, và Xuân cũng có đôi lần và Xuân dùng cái phương pháp đó. Tức là khi một câu chuyện mình không biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà mình không giải quyết được và mình đứng ở một ngã ba đường, thì Xuân sẽ làm hai cái thăm. Tức là mình sẽ có hai option, có nghĩa là mình phải làm hay là không làm. Thì Xuân sẽ làm hai cái thăm khá là giống nhau, và Xuân cầu nguyện bằng trái tim của mình và bằng cái coi như là hết lòng luôn. Và mình thả xuống rồi mình bóc cái thăm đó lên, trúng thăm nào mình đi theo con đường đó thưa quý vị. Và Xuân nghĩ đó là một cái cách mà để mình có thể giải tỏa những cái căng thẳng về khi mà khó khăn. Thì đôi khi mình đứng ở ngã ba đường thì mình không biết đi đường nào thiệt. Thì Hạnh Xuân dùng cách đó và Xuân cảm thấy là nó
phù hợp với Xuân. Thì Xuân cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy là hay và cảm thấy nó có một cái lòng tin hay một cái đức tin lớn về cái việc làm này thì quý vị cứ thử, và Xuân nghĩ là có thể giúp được quý vị đó. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Với ca khúc vừa rồi thì quý vị đã thả tim nè, quý vị ủng hộ quá trời luôn. Dạ, dạ để em coi. Dạ đúng rồi, sorry quý vị, ca khúc 20 giờ là của Đài Phương Trang thưa quý vị. Hành Xuân nãy là cái vì sometimes thì ở trên những cái lời ở trên mạng thì có thể là đã bị ghi sai tên tác giả, nhưng mà Hành Xuân xin sửa lại là Hoa 10 giờ là của Đài Phương Trang nha quý vị. Xin cảm ơn vị khán giả đã nhắc cho Hành Xuân, cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm. Quý vị ơi, quý vị vào chia sẻ nhiều nhiều nha quý vị. Qua cơn mê hả? Qua cơn mê là mình hát cái câu này nó cũng hay nè quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hạnh Xuân hát chay nha, hát chay một đoạn qua cơn mê cho quý vị nha. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, rồi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Nhưng mà mùa này quý vị đừng nên đi thăm, giống như là mình ở đâu thì mình nên ở nhà, tại vì mình đi nhiều quá thì nó cũng không có tốt nha quý vị. Một chút xíu đùa cho quý vị vui. Và Hạng Xuân cảm thấy rất là cảm ơn quý vị. Cảm ơn Khánh Ngọc nhiều lắm. Qua cơn mê, cảm ơn quý vị đã yêu mến Cindy, cảm ơn quá trời tim luôn. Và hôm nay thì Hạnh Xuân sẽ hát cho quý vị nghe nữa. Cũng như hồi nãy thì sau ca khúc Hoa 10 giờ thì Hạnh Xuân có một bài hát nữa mà Hạnh Xuân tin chắc luôn là quý vị cũng ít nhớ đến ca khúc này, nhưng mà cũng là hát về Hoa 10 giờ đó quý vị. Dạ quý vị biết bài gì không ạ? Em hát chuẩn quá. Dạ cảm ơn anh. Dạ quý vị ơi, quý vị Hạnh Xuân thấy quý vị vào xem rất là nhiều. Quý vị cứ vào và quý vị chia sẻ thật nhiều giúp cho Xuân nha. Tại vì những buổi livestream như thế này thì Hạnh Xuân cảm thấy rất gần gũi, và cảm thấy là quý vị giống như là đang ngồi trước mặt Xuân vậy. Và Xuân cũng cảm thấy feeling lắm quý vị. Giống như là không có ánh đèn sân khấu, không có thấy quý vị mà cảm giác rất là feeling. Và cảm thấy mình hát giống như mình đang đứng trên sân khấu vậy đó quý vị. Dạ, thành ra là quý vị chia sẻ thật nhiều giúp cho Xuân nha. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hạnh Xuân có gửi cái đường link thì như hồi nãy Hạnh Xuân chia sẻ đầu chương trình là có những quý vị cứ giống như là vào đăng ký và có nói với Xuân rồi và có gửi link cho Xuân, nhưng mà có đôi lần thì nó bị sai, tại vì cái link đó là cái kênh không có chính thức, và cái kênh chính thức của Xuân là Xuân có gửi cái link cho quý vị, và Hạnh Xuân có đội một cái mấn rất là đẹp. Xuân xuất hiện trong Dynasty cuốn của Trung tâm Thúy Nga quay, là Xuân nhớ như cuốn 129 đó quý vị. Dạ em thấy chị hạnh phúc lắm luôn. Yes em, thật sự ra thì hạnh phúc hay không là do mình đó quý vị. Thành ra là Xuân nghĩ như vậy mà Xuân cũng cảm thấy mọi chuyện nó rất đơn giản. Cảm thấy là cuộc sống này có nhiều người còn khó khăn hơn, có nhiều người còn vất vả hơn mình, nên là mình cứ nên mỉm cười và mình sống tốt nhất, cũng như là làm những cái gì có thể nhất để mà có ích nhất cho xã hội. Cũng như là như Xuân đây thì nếu mà ước nguyện mà có kiếp sau thật sự thì Xuân xin được trở thành một người nghệ sĩ nữa để bay bổng hơn, để đem lời ca tiếng hát phục vụ cho quý vị mà thôi. Đó là giống như nó cái âm nhạc nó chảy trong máu của Xuân rồi quý vị. Dạ cảm ơn quý vị. Phúc Nguyễn, biết khi nào mới được cơ hội gặp Hà Thanh Xuân ở ngoài. Dạ thì mình, nếu thật sự mình có duyên thì chắc chắn là mình sẽ gặp nhau.
Thì cũng cảm ơn Phúc đã có cái lời chia sẻ như vậy với Xuân. Thì Xuân nghĩ là cái gì cũng duyên hết. Thì mặc dù mình chưa gặp nhau nhưng mà Phúc đã ủng hộ cũng như là vào xem những buổi livestream hay là ủng hộ những video và những tác phẩm nghệ thuật của Xuân như thế này thì Xuân cũng rất là vui rồi. Cảm ơn Phúc nhiều lắm. À, thấy quý vị vào quá trời luôn. Hôm nay tim hơi bị nhiều đó nha. Dạ. Cảm ơn quý vị. Bây giờ hồi nãy thì Hạnh Xuân nói là còn một ca khúc nữa nhưng mà quý vị chưa đoán được bài gì phải không ạ? Cũng bài Hát Về Hoa 10 giờ đó quý vị. Dạ. À. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc nữa cũng trích từ cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Tình Hoa 10 giờ. Chuyện Tình Hoa 10 giờ là của Đài Phương Trang luôn đó quý vị. Dạ, xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. Ok. Quý vị chia sẻ và quý vị ủng hộ cho kênh YouTube mới của Hà Thanh Xuân nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thank you anh Henry. Ngày xưa anh hay nói thích hoa mười giờ nên anh hay tìm tặng cho em những cánh hoa mong tím. Anh hay nói rằng hoa tím còn khoe sắc ta còn yêu nhau dẫu xa muôn mình đừng quên những câu hẹn thề. Một hôm anh không đến công viên hẹn hò cho em anh chờ bờ mi xanh đẫm ướt khăn lễ thân. Một mai sẽ hoa đến nhà em cho em thôi dần hờn.
bên ngôi mộ buồn, nhìn máy bay tăng tác trong hoàng sân khấu, quý vị cảm giác vậy. Nhưng mà nó cũng hơi, quý vị mà nếu mà quý vị xem Hạnh Xuân diễn live ở ngoài rồi á, thì quý vị cũng biết là Xuân là một người rất là năng động, tức là có nghĩa là rất là thoải mái trong cái khi mà mình trình diễn. Nên là khi mà ngồi đây á, thì nó cũng hơi chút xíu gò bó tí, nhưng mà Hạnh Xuân cũng cảm nhận được là quý vị đang lắng nghe, và Xuân cũng feeling và hát cũng cảm thấy rất là thoải mái, cũng rất là coi như là hát mà cảm thấy sướng đó quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và Hạnh Xuân thấy quý vị vào rất là nhiều, quý vị chia sẻ và quý vị share thật nhiều nha quý vị. Cũng như là Hạnh Xuân sẽ dán lại một lần nữa đường link của kênh YouTube mới của Hà Thanh Xuân. Và quý vị vào, quý vị đăng ký nha quý vị. Dạ. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ồ, và hôm nay thì Hà Thanh Xuân cũng quên nói luôn là cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa, thì trước đây Hà Thanh Xuân cũng có ra CD rồi, nhưng mà có rất là nhiều quý vị khán giả nói là CD bây giờ mình không có còn xài được nữa, nên là Hà Thanh Xuân đã có nghĩa là mình tái bản lại mà bằng một phiên bản mới, đó là USB thưa quý vị. Và Hà Thanh Xuân cũng đã hoàn thành xong USB với Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa, giống như cuốn CD Thánh ca yêu thương kẻ thù vậy quý vị. Rất là nhỏ gọn và quý vị có thể mua về nếu mà quý vị nào chưa có cuốn CD này, hoặc quý vị có thể muốn mua một cái phiên bản mới như thế này, quý vị có thể order cũng như là gửi cho Hà Thanh Xuân, thì Hà Thanh Xuân sẽ cũng ship cho tất cả quý vị. Thì cái thời gian ship thì cũng xin chia sẻ là quý vị ở Việt Nam thì Xuân cũng đã gửi rồi, nhưng mà còn một số quý vị chưa nhận được là bởi vì Hạnh Xuân không biết sao, nhưng mà cái bưu điện dạo này nó hơi chậm đó quý vị, nên là Xuân nghĩ chắc là đầu tuần thôi là quý vị cũng sẽ nhận được, nên là quý vị thông cảm cũng như là ủng hộ cho Hà Thanh Xuân nha quý vị. Còn đây là phiên bản mới của Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa, rất là nhỏ gọn. Quý vị có thể vào và quý vị order cũng như là Hà Thanh Xuân cũng sẽ ship cho quý vị nha quý vị. Tại vì cái này Xuân làm cái USB và quý vị có thể móc vào cái chìa khóa của mình, và quý vị rất là gọn, bỏ vào cái hộp xe trong cái chỗ xe hơi của mình cũng rất là gọn gàng, và quý vị có thể nghe được hết tất cả những ca khúc về các loài hoa trong cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm. Dạ. Thông cảm ơn anh Henry. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ đường link của kênh YouTube của Hà Thanh Xuân. Và dạ sao ạ? Như một shot em Hà Thanh Xuân đọc không có được. Dạ, em thì em cũng hơi bị cận đó quý vị, nên là nhìn xa thì nó hơi nhiêu nhiêu cái mắt một chút, nhưng mà để em nhìn gần lại thì có những cái comment Hạnh Xuân chưa có đọc hết đó quý vị, nên là quý vị có thể inbox cho Hạnh Xuân và Hạnh Xuân sẽ trả lời với tất cả quý vị nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm, và quý vị vào xem, Xuân thấy thả tim quá trời luôn. Dạ, một người đi ha, vậy em hát tặng nha, hát tặng cho tất cả quý vị một đoạn của bài một người đi nha. Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân.
thân dài. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, xin anh chớ buồn, người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Dạ Phúc Nguyễn ơi, em có thể inbox cho chị và chị có thể có địa chỉ của em và chị sẽ ship cho em nha. Cảm ơn quý vị. Dạ hello from Vegas, thank you. Hello anh Danny, xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và Hạnh xin hát tặng một đoạn ca khúc Một Người Đi. Có quá trời bài yêu cầu luôn. Nhạc Tình Đêm Mưa. Nhạc Tình Đêm Mưa là một bài hát nhạc ngoại lời Việt, và Hạnh Xuân cũng được Trung Tâm Thúy Nga dàn dựng và rất là đẹp thưa quý vị. Quý vị có thể vào và quý vị xem trên kênh của YouTube của Thúy Nga. Ca khúc được dàn dựng rất là công phu. Actually thì trong kênh của Hà Thanh Xuân cũng có bài hát đó, quý vị cũng có thể chia sẻ và quý vị vào thưởng thức trọn vẹn hơn ca khúc Nhạc Tình Đêm Mưa nha quý vị. Ok, và bây giờ thì Sắc Hoa Màu Nhớ Đi Em. Sắc Hoa Màu Nhớ là một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đúng không ạ? Thì Hà Xuân sẽ hát tặng quý vị nha, hát chay nha. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới, đúng không ạ? Dạ chắc cho em lấy cái tông cái nha. Ok. Màu lưu luyến như quá thôi, ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi, sắc tươi màu pháo vui tiến em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến về thăm xóm, ngàn sáng pháo lấp lánh sông. Chiều hành quân này qua lối xưa, giữa một chiều gió mưa, sắc hoa hồng mênh mông. Đó quý vị thấy không? Hạnh Xuân rất là có duyên. Hạnh Xuân rất là có duyên khi mà hát những ca khúc về các loài hoa luôn đó quý vị. Và không biết sao nữa, có thể là do cái tên của mình hay sao đó. Tại vì mùa xuân thì quý vị thấy là hoa nở, muôn hoa đua nở không ạ? Thì có thể là cái tên của mình do ba mẹ đặt, nó cũng có chút xíu ảnh hưởng trong cái nghề nghiệp của mình cũng như là cái cuộc sống của mình. Dạ, cảm ơn Phúc Nguyễn. Chị đã thấy cái địa chỉ rồi. Thì chút xíu nữa thì Phúc Nguyễn Xuân sẽ inbox cho Phúc Nguyễn và sẽ lấy cái information và sẽ ship cho bạn nha. Cảm ơn. Và quý vị nào muốn order phiên bản mới với Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa, quý vị có thể vào inbox cho Hà Thanh Xuân nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hoa 10 giờ nãy em có hát rồi đó chị, chắc là chị mới vào đúng không ạ? Dạ không sao, chút xíu nữa chị có thể xem lại ở đầu chương trình. Đó là ca khúc đầu tiên Hạnh Xuân hát trong buổi livestream ngày hôm nay. Và một bài hát nữa Hạnh Xuân xin được hát tặng quý vị, cũng đây là một ca khúc cũng về một loài hoa thưa quý vị. Một loài hoa. Dạ quý vị biết bài gì không? Bài này Hạnh Xuân bật mí tí xíu là Hạnh Xuân được dàn dựng ở trên sân khấu của Trung Tâm Thúy Nga rất là đẹp. Bài gì ạ? Và đây là ca khúc rất là mới của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc thưa quý vị. Bài hát Tình Sen. Huy Phong Phan đã trả lời chính xác nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Và Hạnh Xuân xin được trình bày lại ca khúc Tình Sen, cũng như là cũng xin chia sẻ thêm đường link để mà quý vị có thể vào ủng hộ cho MV Music Video. Thì ca khúc Tình Sen này nó có cái đặc biệt là Hạnh Xuân đã được dàn dựng trên Trung Tâm Thúy Nga và rất là công phu, cũng như là được dàn dựng múa và từ hòa âm phối khí và cùng với tất cả hòa quyện lại. Thì bài hát phải nói là cảm ơn Trung Tâm Thúy Nga đã dàn dựng cho Hạnh Xuân một ca khúc rất là đẹp, và Xuân rất là thích ca khúc này. Của bài Tình Sen là của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Không biết là hôm nay anh Phúc có vào nghe không ạ? Thì nếu mà anh có vào thì Hạnh Xuân cũng xin cảm ơn anh Võ Hoài Phúc đã sáng tác một ca khúc rất là Việt Nam, rất là hay, với giai điệu rất đẹp. Và Xuân cũng xin gửi cái đường link cho tất cả quý vị, là quý vị có thể vào, quý vị đăng ký nè cho kênh mới Xây Nhà Cùng Hạnh Xuân nha quý vị.
trong kênh Hạnh Xuân Official nè, rồi quý vị có thể cập nhật những video mới nhất của Hà Thanh Xuân trên kênh YouTube của Hà Thanh Xuân nha quý vị. Và bây giờ Xuân sẽ ghim cái đường link của cái bài hát music video Tình Sen, quý vị có thể vào xem. Và khi hát xong Xuân sẽ chia sẻ là ca khúc này khi mà Xuân về Việt Nam thì nguyên nhân gì và lý do gì mà Xuân quay lại bài hát này nha quý vị. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Sen của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Để Xuân lấy nhạc nha, chờ Xuân chút. Dạ quý vị ơi, quý vị vào đi, em thấy quý vị bây giờ mới bắt đầu vào nhiều nữa nè. Và quý vị có thể gọi tên con đi cô, hello Ngân Ngân. À cô thấy rồi. Dạ quý vị chia sẻ nhiều như vậy, Hà Xuân cảm thấy rất là phấn khởi và rất là vui luôn đó quý vị. Hello Cường Nguyễn, how are you em, khỏe không? À bữa nào chụp hình cho chị nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ. Hà Xuân thấy là bây giờ quý vị vào rất là nhiều, thì hôm nay chủ đề là Xuân và các loài hoa thưa quý vị. Dạ hello anh, cảm ơn Vin Brian. Bây giờ mình sẽ hát nha quý vị. Okay. Nghe nhạc cái tự nhiên Hà Xuân muốn đứng dậy múa cho quý vị coi luôn á. Hello anh Lưu Việt Hùng, khỏe không anh? Hãy
những chân bên đó, có nghe mình mang câu hò càng nghẹn trong tim giá diết tháng năm tận sẽ. Thưa quý vị và quý vị yêu mến bài hát này, quý vị có thể vào thưởng thức và xem lại qua music video Hà Hạnh Xuân đã thực hiện lại khi mà Hạnh Xuân có dịp chia sẻ hơn với quý vị là bài hát này rất là cũng có duyên quý vị. Tại vì trong cái lần mà Hà Hạnh Xuân về lại quê của mình, đó là ở Huế, và cùng với ba mẹ thì Hạnh Xuân đi thăm bà nội, thưa quý vị. Thì tự nhiên cái mình đi ngang, tại vì quý vị biết là Huế thì rất là đẹp và rất là thơ mộng. Và cảm ơn anh Lưu Việt Hùng, cảm ơn ca sĩ Lưu Việt Hùng. Khi mà Hà Xuân đi ngang và đi tham quan thì Xuân thấy Huế rất là đẹp và rất thơ mộng. Tức là mình giống như cái cảnh vật ở ngoài đó làm cho mình cảm thấy mình rất là giống như mình sống trong âm nhạc, quý vị. Và khi mà Xuân ngồi thì một quán nước và Xuân nhìn qua bên kia thì thấy cái hồ sen rất là đẹp. Thì Xuân mới gọi điện cho chị Thủy, tức là giám đốc của trung tâm tiếng Nga. Thì Xuân nói: chị ơi, em đang ở Việt Nam và có một cái hồ sen nó đẹp quá, mà cảnh ở ngoài Huế sao đẹp quá, cho em xin phép được quay lại bài hát Tình Sen thể hiện lại một lần nữa với music video. Thì chị nói là làm đi em, có dịp về thì em nên làm. Tại vì Hạnh Xuân biết là dù mình ở bất cứ nơi nào hay bất cứ đi đâu thì quê hương khi mình quay về thì nó đông đầy cảm xúc, không quý vị? Và Xuân đã coi như là trong vòng có một thời gian ngắn, tức là chuẩn bị trong vòng một tuần lễ, quý vị. Và cùng với ekip của Hạnh Xuân thì mấy anh cũng như là cũng rất là giúp cho Hạnh Xuân. Tại vì khi mà Xuân về thời gian rất là ngắn thì đã ủng hộ cũng như là đã giúp cho Xuân hoàn thành music video Tình Sen. Thì Xuân cũng có đã trình làng trên kênh YouTube của Hà Hạnh Xuân. Quý vị có thể vào xem để quý vị có thể nhìn thấy được những cảnh vật giống như là nếu mà quý vị nào lâu quá mình chưa về lại Huế thì quý vị cũng có thể xem. Tại vì Hà Hạnh Xuân quay rất là nhiều cảnh ở Huế, những cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp, thưa quý vị. Đó là có chùa Thiên Mụ nè, và có sông Hương nè, rồi có chùa Từ Hiếu nữa, quý vị. Và nếu như mà quý vị nào mà và có cái cảnh là Hạnh Xuân ngồi ở trên một chiếc gọi là chiếc ghe nó nhỏ lắm, quý vị. Thì có một cái cô của chàng thì Hạnh Xuân rất là sợ, tại vì mình đi chiếc thuyền lớn thì mình cũng cảm thấy an toàn, nhưng mà có thể là mình không có quen đó, quý vị. Nhưng mà khi mà Hạnh Xuân quay cái cảnh đó thì một mình Xuân ngồi ở trên cái đầu ghe rất là nhỏ và quay flycam, thưa quý vị. Thì
rất là sợ, tại vì mình cảm giác là sao nó mênh mông quá mà có một mình ngồi ở trên đó. Thành ra là cô chèo thì rất là giỏi quý vị, chèo bẻ lái giống như là đang lái xe vậy đó quý vị. Và khi mà Xuân ngồi thì Xuân cảm thấy quý vị thấy mặt tươi vậy đó, chứ trong lòng thì run muốn chết luôn đó quý vị. Cũng chia sẻ một chút xíu vui vui về khi mà Hạnh Xuân thực hiện cái music video Tình Sen này. Thì có rất là nhiều cảnh, Hạnh Xuân chủ yếu là quay những cảnh vật rất là đẹp, là danh lam thắng cảnh nè, chùa Thiên Mụ nè, sông Hương núi Ngự nè, rồi có chùa Từ Hiếu nè quý vị, và có lăng Minh Mạng nữa quý vị. Là khi mà cái cảnh mà Hạnh Xuân đi bộ từ ở dưới một cái bậc thang rất là cao và Xuân đi lên, thì đó là những cảnh rất là đẹp. Và đó là quê hương của Hà Thanh Xuân. Và trong lần dịp về thăm bà nội cùng với ba mẹ thì Hạnh Xuân đã thực hiện music video này. Và hy vọng là quý vị một chút xíu gì quê hương quý vị có thể cảm nhận được trong ca khúc Tình Sen với music video Hạnh Xuân đã chiếu lên trên kênh YouTube của mình. Quý vị vào xem và ủng hộ thật nhiều nha quý vị. Vậy là hello anh Nghiêm Trần. Dạ em không thấy đường nữa, để em đọc coi. Không biết bôi nên môi son. Dạ em không hiểu cái câu đó lắm. Dạ câu chuyện dễ thương quá, cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm. Và ngày hôm nay thì coi như là Xuân hát về hoa thưa quý vị. Cũng giống như là chia sẻ thì đây là phiên bản mới nha quý vị, Hà Thanh Xuân về những tình khúc về các loài hoa. Trước đây thì có CD rồi, nhưng mà bây giờ thì Hà Xuân biết là những chiếc xe bây giờ CD không có còn nữa, nên là cũng tiếc lắm. Nên là Hà Xuân nghĩ là quý vị cứ giữ lại như một kỷ niệm. Tại vì quý vị nhớ là ngày xưa là mình từ cuốn băng cassette nhỏ nhỏ không ạ, rồi sau đó mình mới đổi qua CD, rồi bắt đầu mình mới qua DVD. Rồi bây giờ thì càng ngày công nghệ càng phát triển, nên là CD không còn nữa. Nhưng mà Hạnh Xuân tin chắc là những cuốn CD đó nó vẫn rất là vô giá, tại vì quý vị giữ lại như một món quà, như một cái kỷ niệm. Và sau này có thể là nó sẽ quay trở lại, mình cũng không biết được. Nhưng mà đó là những cái giá trị tinh thần cũng như văn học, nghệ thuật mà Hạnh Xuân nghĩ là tất cả, không riêng gì Xuân, mà tất cả trung tâm hay tất cả các anh chị em nghệ sĩ khi mà thực hiện một tác phẩm gì của mình cũng đều rất là tâm huyết. Và cảm ơn quý vị. Còn bây giờ đây là tái bản một lần nữa những tình khúc về các loài hoa Hà Thanh Xuân, và những tình khúc về các loài hoa Hà Xuân làm USB rất là gọn. Nếu mà quý vị nào thích phiên bản mới này, quý vị có thể mua ủng hộ cho Hạnh Xuân bằng cách là quý vị inbox và quý vị order thì Xuân sẽ gửi cho tất cả quý vị nha, ship đến tận nhà luôn nha quý vị. Dạ cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ok. Và cảm ơn quý vị vào chia sẻ cũng như thả tim rất là nhiều. Hạnh Xuân coi là mình mấy giờ rồi. Mình còn 15 phút nữa là coi như mình cũng hơn một tiếng rồi đó quý vị. Thời gian trôi qua mau quá phải không ạ? Nhưng mà hôm nay Hạnh Xuân rất là vui, tại vì vào và quý vị coi như là cũng có nhiều khán giả là mong chờ, nói là Xuân ơi, mong đến ngày để mà gặp em trên livestream. Nhiêu đó thôi Hạnh Xuân cảm thấy đủ lắm rồi, và cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui. Và hi hi, xe của anh còn xài CD. Dạ đúng rồi, thì tức là có một số loại xe mới sau này, tức là theo như Hạnh Xuân biết thì không còn CD ở CD nữa. Nên là Xuân sợ là những cái tác phẩm của mình đôi khi quý vị yêu mến, quý vị mua ủng hộ nhưng mà quý vị không có thưởng thức được thì nó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Nên là nên là Hạnh Xuân nghĩ là mình phải theo công nghệ, và Xuân nghĩ là với tái bản như thế này thì cũng rất là nhẹ nhàng, rất là thuận lợi cho tất cả quý vị. Quý vị có thể móc vào cái chìa khóa riêng của mình, và khi lái xe thì quý vị có thể găm vào và quý vị nghe thưởng thức toàn bộ CD của Hà Thanh Xuân. Hello em, hello Phúc. Thời gian trôi mau thật đó. Yes anh. Tức là không có cái gì mà lấy lại được, khi mà thời gian qua đi rồi thì mình không lấy lại được. Nên là Hạnh Xuân rất là enjoy, rất là coi như là trân trọng những cái giây phút khi mà Hạnh Xuân ngồi đây livestream với tất cả quý vị, cũng như là hát cho quý vị nghe. Và quý vị vào ủng hộ như thế này thì cảm thấy rất là vui. Một lần nữa cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thì bây giờ livestream
Lắm đã gặp em livestream em ca sĩ Hàn Sương ơi. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho ca khúc Tình Sen vừa rồi. Thì cứ quý vị nhớ cái lịch nha, tức là cứ vào ngày Happy Friday, tức là ở ở người Mỹ thì hay nói là Happy Friday, thì lúc 10 là có nghĩa là lúc 8 giờ tối ở giờ Cali và 11 giờ ở tại New York, cũng như là 10 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần. Thì trong thời điểm này Hà Thanh Xuân sẽ chọn cố định cái thời gian đó để livestream cùng với tất cả quý vị và hát cho chị Xuân check message của em nhé. Ok Cindy, chút xíu nữa Xuân sẽ xem lại những cái message của tất cả quý vị. Nãy giờ Xuân thấy quý vị gửi rất là nhiều, hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho Xuân nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hay lắm, cảm ơn chị Quyên Trần, cảm ơn Thanh Vân. Thì nếu mà nói thì về Thản Xuân nói thật đó là cái con người của Xuân nó ngộ lắm quý vị. Khi mà Xuân làm một cái gì đó là Xuân Xuân giống như mình, giống như là con của mình vậy đó. Khi mà mình đang chuẩn bị hay là mình thực hiện một cái gì mình ấp ủ lắm, mình yêu mến và mình trau chuốt lắm. Và không riêng gì Hạnh Xuân hết, với một người nghệ sĩ thì chỉ mong là có thể là quý vị chỉ nghe 5 phút hay nghe một cái CD trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà đó cũng là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, có thể là 1 tháng, có thể là cả 1 năm, để mà thực hiện những cái gì tinh tinh tế nhất, những cái gì mà hay nhất. Người nghệ sĩ lúc nào cũng muốn trau chuốt và gửi vào những sản phẩm của mình. Thì nhân tiện đây thì Hạnh Xuân cũng cảm ơn là quý vị đã yêu mến nè, quý vị cũng khen có nè, và cũng xin cảm ơn những quý vị nào cũng đã có những lời đóng góp rất là chân thành cho Xuân, thì Xuân sẽ góp nhặt hết. Quý vị ơi, Hạnh Xuân rất là thích như vậy, và quý vị nhớ là thường thì quý vị hay tương tác với Xuân trên trên trang cá nhân của Hạnh Xuân, nhưng mà quý vị ơi, mình còn cái fanspage nữa, tại vì có nhiều quý vị Hạnh Xuân chưa có add được, tại vì 5.000 friends thôi quý vị trên trang cá nhân, nên là quý vị có thể gửi tin nhắn và tương tác với Hà Thanh Xuân trên fanspage của Hà Thanh Xuân, cũng với cái banner giống như là ở kênh YouTube chính thức nha quý vị. Ở một cô gái đội một cái mấng màu vàng và xin chào, welcome tất cả quý vị. Và quý vị có thể tương tác cũng như là gửi những cái message hoặc là những cái inbox, những cái gì đó quý vị đóng góp, quý vị vào fanpage chia sẻ giúp cho Hà Thanh Xuân nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và thời gian thì chắc cũng không còn nhiều nữa, nên là Thanh Xuân hôm nay thì cũng có một chút xíu chia sẻ cái này. Thì người ta nói là cái này, tại vì Hạnh Xuân cũng giống như là áp dụng rồi, nên là Hạnh Xuân mới dám chia sẻ với tất cả quý vị. Thì music and life phải không ạ? Thì khi mình đã nghe ca nhạc xong thì hôm nay thì Hạnh Xuân sẽ chia sẻ với tất cả quý vị, tức là đặc biệt là các chị em phụ nữ. Nhưng mà Hạnh Xuân nghĩ là thời buổi bây giờ thì không chỉ phái đẹp mới cần làm đẹp đâu, mà ngay cả những đấng mày râu mình cũng cần có một cái làn da đẹp, cũng như mình cũng cần có một cái sự xuất hiện. Mỗi khi mình gặp ai đó mình cảm thấy tự tin hơn, và mình cảm thấy có như là rất là tự tin khi mình gặp người đối diện, phải không ạ? Thì Hạnh Xuân chia sẻ một cái bí quyết, tức là cái này Hạnh Xuân đã làm rồi và mới làm hôm qua, thì Hạnh Xuân cảm thấy nó cũng rất là hay và rất là đơn giản thôi quý vị. Đó là Hạnh Xuân chia sẻ cách làm tẩy tế bào chết tức là làm scrub đó quý vị, mà bằng những cái nhiên liệu mình có sẵn ở trong ngôi nhà của mình thôi, và mình không có cần phải tốn kém hay là mua. Tại vì trước đây thì giống như khi mà mùa dịch như thế này á, thì Xuân cũng ít đi ra ngoài, rồi cũng mình cứ shopping online, nhưng mà đôi khi mình cũng giống như hồi xưa thì mình nên cái gì mình thích mình cũng mua hết, nhưng mà giờ mình cũng nên tiết kiệm lại, tại vì mình để dành để mình có thể làm những cái việc của mình sắp tới. Thì Hạnh Xuân mới phát hiện ra một cách làm mà scrub cũng không thua gì những cái scrub mắc tiền đâu quý vị, mà rất là đơn giản và rất là dễ làm. Music xong rồi, bây giờ Hạnh Xuân sẽ dành một chút xíu thời gian để mình chia sẻ về life, tức là làm hôm nay làm sao để mà da của mình sáng hơn, đẹp hơn và trông tươi trẻ hơn mỗi ngày nha quý vị. Tức là bây giờ nguyên liệu của mình á, thì quý vị thấy là
Mình chỉ cần có cái gì quý vị biết không ạ? Tức là hôm nay Hạ Xuân chỉ hướng dẫn là mình làm scrub bằng mật ong, bằng đường và bằng chanh. Đó là nguyên liệu mà mình chỉ cần rất là đơn giản có sẵn ngay trong nhà của chúng ta thôi, và chúng ta không có cần phải đi đâu xa hết. Thì mật ong á, thì ngày hôm qua thì tại sao mà Hạ Xuân làm? Tại vì có người bạn đó là anh Bảo, anh Lộc Bảo Lương thì ảnh đã tặng cho Hạ Xuân một ít mật ong rừng thưa quý vị. Đây, đây là mật ong rừng, là mật ong nguyên chất đó quý vị. Thì cái này nó mật ong rừng nó rất là tốt, tại vì nó không có nhiều đường, tức là nó tự nhiên đó quý vị. Thì Hạ Xuân về và Hạ Xuân làm thử thì người ta cứ nghĩ là mật ong thì mình chỉ có thể dùng để uống thôi, nhưng mà thật sự ra thì nó có rất là nhiều công dụng đó quý vị. Và mình cần thêm nữa là một ít đường trắng nha quý vị, đường cát trắng. Dạ đó, và tiếp theo là một lát chanh như thế này. Dạ thì rất là đơn giản thưa quý vị, chẳng có gì khó hết. Mình sẽ tạo thành một hỗn hợp, để tạo thành một hỗn hợp tẩy tế bào chết. Thì bây giờ Xuân sẽ cái này không chỉ riêng gì chỉ cho tất cả các chị em phụ nữ nha quý vị, mà các đấng mày rau mình cũng có thể làm được, mà rất đơn giản. Thì thường thì Xuân sẽ chỉ lấy một ít vừa với cái gương mặt của mình, và cứ mỗi 2 tuần thì Xuân sẽ làm tẩy tế bào chết, tức là làm scrub một lần. Thì Xuân sẽ dùng một ít mật ong thưa quý vị, một ít mật ong thôi nha. Đã, tại vì nếu mình bỏ nhiều quá nó sẽ bị lỏng đó quý vị. Dạ, và một chút xíu đường. Mình cân đối làm sao để cho nó thành một cái gì đó nó hơi sệt sệt mà đừng có bị lỏng quá. Tại vì nếu lỏng quá thì mình sẽ không có cái độ nhám để mình tẩy đi những cái tế bào chết. Đó. Và tiếp theo là mình sẽ dùng một ít chanh. Chanh thì chắc chắn trong nhà thì Hạ Xuân ở sau vườn nhiều chanh lắm, thành ra là rất là đơn giản chanh. Và mình nhỏ vài giọt chanh vào đây thôi quý vị. Dạ rồi, rất là đơn giản thưa quý vị. Một ít mật ong, một ít đường và một ít chanh. Thì bảo đảm với quý vị, ngày hôm qua thì Hạ Xuân làm thử và Xuân cảm thấy tuyệt vời luôn đó quý vị. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy là mình xài rất là nhiều các scrub mà của đủ tất cả các hãng hết, nhưng mà Xuân thấy cái này là nguyên liệu tự nhiên mà nó lại rất là tốt, và mình có thể làm. Dạ cảm ơn. Thì Xuân thấy cái gì hay hay vui vui mà trong cái giống như là cái sự hiểu biết của mình thì Hạ Xuân sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Thì nó chỉ như thế này thôi quý vị, là quý vị đã có một hỗn hợp để tẩy tế bào chết cho da mặt của mình. Thì Xuân với da của Xuân là Xuân làm cứ 2 tuần một lần. Tại vì quý vị biết đó là khi mà cái da của mình mà nó có những cái sần hay là những cái gì đó giống như những cái tuyến dầu nó ra nhiều quá thì nó sẽ tạo thành những cái lớp sừng. Thì nếu mà mình không tẩy cái đó đi thì nó sẽ rất là nói thẳng là nó không có mịn màng. Thì với phụ nữ thì mình nên take care kỹ hơn tí xíu. Còn với các đấng mày râu thì Hạnh Xuân nghĩ cái này cũng rất là đơn giản luôn á. Mấy anh cũng có thể làm thử, mà làm đôi khi hồi sáng hôm qua chứ Hạnh Xuân làm xong cái nó hơi ngọt ngọt á, mà cái này mình ăn được không sao hết nha. Không có vấn đề gì hết, nhưng mà rất là mịn luôn quý vị. Quý vị thử đi. Nếu mà sau cái livestream này, nếu mà quý vị nào muốn làm thử thì quý vị có thể. Mà khi mình làm á quý vị, mình nhớ là mình đánh tròn nha quý vị. Mình xoay tròn như thế này thì những cái tế bào chết, những cái da chết nó sẽ đi theo cái vòng tròn như thế này, chứ mình đừng có chà như vậy nha quý vị. Tại vì gương mặt của mình mà nếu mà mình chà sát như vậy thì nó sẽ dễ bị chảy xệ. Và quý vị cứ đánh tròn như thế này ạ. Dạ, rất là đơn giản. Và những cái vùng mà mình kỹ là vùng T-zone đó quý vị, tức là vùng mũi, vùng chữ T, thì quý vị nên lưu ý, tại vì đây là những cái nơi mà tuyến dầu nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều. Dạ, chia sẻ một tí xíu về cách làm tẩy tế bào chết, cách làm đẹp tí xíu với tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị yêu mến phương pháp này, quý vị cứ thử đi, bảo đảm là quý vị sẽ thích. Và Hạ Xuân cảm thấy là bây giờ mình đâu có còn tốn tiền để đi mua scrub nữa đâu. Mình có sẵn nguyên liệu ở trong nhà và bây giờ mình cũng có thể làm được. Và mật ong đặc biệt là rất là tốt nha quý vị, giữ ẩm cho da và có thể làm lành vết thương nữa quý vị. Dạ, còn nếu như mà quý vị nào mà da khô, đặc biệt là da khô, da của Xuân là da hỗn hợp, còn nếu quý vị nào da khô thì quý vị có thể nhỏ thêm một chút xíu dầu olive nha quý vị.
Thì khi mình làm cái scrub xong, và quý vị nhớ là mình Xuân á, thì khi mà Xuân làm xong rửa mặt sạch sẽ thì Xuân sẽ giữ ẩm lại bằng toner và sau đó là kem dưỡng ẩm của mình. Còn quý vị nhớ là các đứng mày râu cũng vậy, mình đừng có làm cái này xong là mình để không, mình đi ra nắng thì nó rất là không có tốt, tại vì cái gì mình cũng phải có một cái lớp màng bảo vệ hết cho cái da của mình. Nên là Hà Nam Xuân nghĩ là quý vị cũng nên có một lớp chống nắng sunblock nha quý vị. Dạ, không có mật ong nguyên chất. Dạ, cái này thì thật sự ra thì mật ong nào cũng được hết, nhưng mà tại vì Hà Nam Xuân khoe là bởi vì Hà Nam Xuân đi kiếm mật ong nguyên chất rất là khó, nhưng mà với mật ong nào cũng được nha quý vị, không nhất thiết phải là mật ong nguyên chất, mình có thể làm được hết nha quý vị. Dạ, tại vì hôm qua có người bạn tặng cho Hạnh Xuân chai mật ong này, nên là Hạnh Xuân về làm thử và thấy rất là thích luôn đó quý vị. Quý vị làm thử nha. Dạ, ăn thêm ớt để làm chậm quá trình lão hóa. Thật sự ra ớt là có vitamin nhiều lắm đó anh. Dạ, mình ăn tiêu nó mới nóng, nhưng mà ớt thì có vitamin rất là nhiều, nên là mình ăn ớt không sao hết nha quý vị. Dạ, thì nếu mà quý vị yêu mến, quý vị có thể comment cũng như quý vị chia sẻ. Và cảm ơn chị Vivi Nguyễn, hát nữa đi. Dạ, thì thường thường cho cuối chương trình thì Hạnh Xuân sẽ chia sẻ một chút xíu gì đó trong cái cuộc sống của mình. Thì hôm nay Xuân chia sẻ là cách mình sẽ làm tái tế bào chết scrub với mật ong, đường và chanh. Đó là những nguyên liệu rất đơn giản mình có thể dùng và làm bất cứ ở đâu mà mình... nếu mà mình quên đi du lịch mà mình quên, mình không có đem theo cái tẩy tế bào chết thì mình cũng có thể làm được với cái nguyên liệu này nha quý vị. Mình có thể xin ở bất cứ nơi đâu. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm ngày hôm nay. Hy vọng quý vị yêu mến và quý vị có thể làm thử sau buổi livestream này. Hà Xuân làm rồi, rất là thích nha quý vị. Cảm ơn quý vị. Dạ. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? À, đúng 11 giờ rồi thưa quý vị. Và một ca khúc nữa nha. Hôm nay mình sẽ hát tặng một bài hát nữa trước khi chia tay với tất cả quý vị. Một tiếng đã trôi qua rồi. Và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian vào nghe Hà Thanh Xuân hát, nghe Hà Thanh Xuân nói chuyện. Và cảm ơn anh Nghiêm Trần, cũng khuya rồi. Hà Thanh Xuân xin được hát một ca khúc nữa trước khi chia tay quý vị, như một lời cầu nguyện trong giấc ngủ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát thánh ca nha quý vị, theo lời yêu cầu của rất là nhiều quý vị khán giả đã gửi cho Hạnh Xuân. Thì bên cạnh những ca khúc nhạc tình thì Hạnh Xuân sẽ trước khi đi ngủ thì Xuân sẽ gửi đến quý vị một ca khúc nhạc thánh ca để cho quý vị có thể ngủ ngon hơn. Và coi như là mình ngày mai thức dậy một ngày thật tuyệt vời nha quý vị. Và đây là một ca khúc viết về mẹ Maria, một bài hát rất là hay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bước đi bên mẹ của nhạc sĩ Tri Văn Vinh. Dạ, để Hà Xuân lấy nhạc nha. Tại vì cái nhạc em để đâu à? Hà Xuân biết là giờ cũng khuya lắm rồi. Nhưng mà quý vị vẫn còn nghe Xuân hát như thế này. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Để em lấy nhạc nhé. Dạ, nhanh quá em nhỉ, rất thích nghe em nói chuyện và hát luôn. Dạ, thường thì music nói chung là Hạnh Xuân có thể hát rất là nhiều luôn á quý vị. Nếu mà quý vị cứ còn nghe là Xuân còn hát luôn á. Nhưng mà thôi, mình cũng khuya rồi, mình phải ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Và Hạnh Xuân sẽ chọn một ca khúc nhạc thánh ca để chúc cho quý vị ngủ thật ngon trong buổi tối ngày hôm nay nha quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bước đi bên mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Lạy mẹ Maria, con muốn bước
trên đường vì nước trời. Mẹ theo con, mẹ ơi xin mẹ nâng đỡ bước con đi và nếu hiểm nguy. Lạy mẹ Maria, con muốn bước đi luôn bên mẹ. Ngày xưa mẹ đã dõi theo Chúa trên đường. Chúa hấp hối đau thương cuối đời vẫn còn mẹ bên thánh giá. Mẹ ơi xin mẹ thương đói lúc đau thương mẹ ở cùng con. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Lạy mẹ Maria, con muốn bước đi luôn bên mẹ. Ngày xưa mẹ đã dõi theo Chúa trên đường. Thì ân mẹ luôn an ủi Chúa trên đường khổ hình. Càng về nguyện xin mẹ luôn mãi bên con trong đời. Chúa trên tay giảng dạy, mẹ muốn chết theo con đêm ngày để kiếm chuộc cho nhân thế. Mẹ ơi xin mẹ nhận lấy tấm thân con nên lễ toàn thiêu. Lạy mẹ Maria, con muốn bên mẹ. Ngày xưa mẹ đã dõi theo Chúa trên đường. Thì ân mẹ luôn an ủi Chúa trên đường khổ hình. Càng về nguyện xin mẹ luôn mãi bên con trong đời thân hiếu. Nguyện xin mẹ luôn mãi bên con trong đời thân. Xin cảm ơn quý vị nhiều nhiều lắm một lần nữa với ca khúc Bước đi bên mẹ của nhạc sĩ Tri Văn Vinh. Như một lời cầu nguyện trước khi quý vị đi ngủ, và chúc cho tất cả quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như đã đón chờ buổi livestream của Hàng Xuân vào mỗi thứ 6 hàng tuần lúc 8 giờ giờ Cali và 11 giờ ở New York, cũng như thứ 7 vào lúc 10 giờ sáng tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất rất là nhiều.